trong cơ sở đồ gỗ Tùng Tám. Xin kính chào khách nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 2 tháng 1 năm 2020. Trên mình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ mai điểu bằng chất liệu gỗ mít và bao gồm cả bàn cơm. Và bộ sập thờ này chúng tôi hoàn thiện và làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng của anh Hiếu ở tại Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ. Thì anh vừa ký duyệt xong phần mộc của sản phẩm rồi. Bây giờ tôi có quay lại một video clip để giới thiệu đến các bạn đang có nhu cầu mà quan tâm đến những sản phẩm phòng thờ thì có thể tham khảo mẫu sập thờ này. Trước mặt là tổng thể bộ sản phẩm đây. Thì tôi sẽ lướt qua vài đường nét chi tiết để cho quý vị có thể xem được kỹ hơn. Thì bộ sập thờ này bao gồm kèm một bàn cơm này, anh đặt chúng tôi làm một chiếc bàn cơm nữa. Đây là chính là phần dạ sập được đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Và hiện tại sản phẩm của chúng tôi là đang trong phần mộc nên là những phần keo sơn là chúng tôi vẫn chưa gọt sạch sẽ hết quý vị nhé. Khi chúng tôi đánh giấy ráp hoàn thiện lên thì là sản phẩm nó đẹp được. Còn hiện tại là hoàn toàn hình ảnh của sản phẩm là ở phần mộc. Đó, quý vị có thấy chiếc sập vào chân 20 được chọn 100% là chất liệu gỗ mít ta. Phần cổ là được dục chạm mà dòng trầu mặt nguyệt và dòng hóa. Anh đặt chúng tôi là phần mặt này là khuôn tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân quý vị nhá. Rất là dày, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái mẫu này thì chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị khá là nhiều rồi. Nên tôi chỉ quay lại video clip mà làm kỷ niệm với anh thôi, không giới thiệu thêm nhiều nữa. Bởi vì cái mẫu này rất là quen thuộc đến chúng ta rồi. Mọi người anh yêu cầu thì liên hệ tới xưởng ở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 51086. Và cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hình ảnh chi tiết sản phẩm này thì tôi sẽ để dưới phần link mô tả video để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.